này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu hành tịnh giới ba la mật đa đem tác ý câu hành với tịnh giới này và tâm cùng thiện can nương đây mà khởi ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của phật mà phát khỏi hồi hướng. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, khi tu hành an nhẫn ba la mật đa, đem tác ý câu hành với an nhẫn này và tâm cùng thiện căn nương đây mà khỏi ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của phật mà phát khỏi hồi hướng này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu hành tinh tấn ba la mật đa đem tác ý câu hành với tinh tấn này và tâm cùng thiện căn nương đây mà khởi ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của Phật mà phát khởi hồi hướng này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu hành tịnh lự ba la mật đa đem tác ý câu hành với tịnh lự này và tâm cùng thiện căn nương đây mà khởi ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột như quả vị giác ngộ cao tột bi diệu sâu xa của phật mà phát khởi hồi hướng này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa đem tác ý câu hành với bát nhã ba la mật đa này và tâm cùng thiện can nương đây mà khởi ban cho các hữu tình cùng có như nhau sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột như quả vị giác ngộ cao tột vi diệu sâu xa của phật mà phát khởi hồi hướng do sức phương tiện thiện xảo hồi hướng này mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột